Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2019, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tăng số chuyến bay thêm là 5.800 chuyến. Trong đó, Vietnam Airlines tăng 2.000 chuyến, Vietjet là 3.500 chuyến, còn lại là các hãng khác. Cùng với tăng chuyến sẽ tăng thêm trên 1,1 triệu ghế trong dịp cao điểm. Đáp ứng nhu cầu này, các hãng hàng không sẽ đưa thêm 32 máy bay vận hành, nâng tổng số máy bay lên hơn 180 chiếc để phục vụ người dân đi lại. Việc này sẽ tăng thêm 20% năng lực vận chuyển hàng không trong dịp Tết. Điểm đáng chú ý là trong dịp Tết này, dự kiến sẽ có thêm một hãng hàng không mới là Bamboo Airways với 3 tàu bay được đưa vào khai thác. Mọi phương án chuẩn bị an toàn an ninh đã được chuẩn bị chu đáo.